Xin chào Vũ Kham, mình là ở nhà dì Tư nè. Đó, hay nhà dì Tư không? Đó, ở đằng phía xa là nhà người ta. Rồi đi. Đó, hay đẹp không? Đó, hay đẹp nè, ba người cậu và một ăn này. Đó, thấy chưa? Đẹp không? Đó, phòng thờ ông Địa, cúng ông Địa. Đẹp quá. Ở đây không có đường đi. Đi vô trong đây nè. Đó, phòng ngủ của anh. Đó, còn phòng đây này nè. Đó, thấy chưa? Ồ, rồi nha. Rồi, đó, đó là ai vậy? Phòng này là phòng để nước, thức ăn để nấu. Còn phòng ở trong đây là phòng nhà vệ sinh. Đó, thấy chưa? Mình ngắm thấy, tất thù lôi. Đó, thấy đẹp không? Wow, cảnh này đẹp nè. Đó, thấy con nhiều con gà của dì Tư. Đó, cảnh thấy đẹp không? Đẹp nè, cái cây này nè. Đó, thấy chưa? Chỗ trong đó là khu rừng. Đó, ôi gì vậy, có kiến không? Dạ không đâu. Mẹ ơi, kiến nè. Mẹ cứu bằng gió đi. Đi đâu vậy? Dạ, nhà đó là của ai vậy? Hả? À, mình đi đâu, nhà mẹ đâu? Phải này nhà của mình không? Không ạ, à, em đi vòng vòng để chó rượt cũng phải chạy không kịp bà con. Đó, đâu? Ô, có chân ú kiến kìa. Đi cẩn thận. Ô, ô, đó, đẹp không? Đẹp, quá đẹp luôn. Và sư vườn này đẹp nè. Đó, thấy chưa? Wow, có cây trứng cá trơn nè, nó cao lên nè. Đó, thấy đẹp không? Đó, thấy chưa? Hai anh em chơi quả bóng nè. Vô trong phòng đây là đẹp nè. Đó, thấy dễ thương không? Đó, thấy chưa? Đó, đẹp quá. Đó, thấy chưa? Đó, đẹp không? Đẹp, có nhiều chậu cây trứng cá nè. 1 trái 2 3 4 5 6 cái cành cây luôn. 7 cành cây, 8 nữa. Nhưng mà đây nhiều kiến quá. Hoa. Đó, thấy đẹp không? Ai ăn em nè. Đó, thấy chưa? Đẹp không? Đẹp đó, thấy chưa?
đẹp quá. Đẹp quá à. Đó, thấy chưa? Đó, thấy đẹp không? Đẹp. Rồi, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye, bye bye video. Hẹn gặp lại các bạn nha.